Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với VOS Channel. Kể từ khi mà BGMO ra mắt tính năng tìm kiếm những sản phẩm cụ thể trên các danh mục sản phẩm của mình, thì hiện nay bất kỳ buyer nào cũng có thể dễ dàng tìm kiếm những sản phẩm mà mình mong muốn theo nhu cầu của riêng mình. Và ở Việt Nam chúng ta thì các buyer thường tìm kiếm những sản phẩm về công nghệ như là điện thoại, máy tính bảng, laptop. Và để cho dễ dàng tìm kiếm tất cả những cái sản phẩm trên toàn thế giới thì bạn cứ chọn phần Global. Bởi vì phần global chính là toàn cầu, cho nên bạn có thể tìm kiếm những cái sản phẩm một cách rộng rãi nhất. Và bạn thấy như ở đây này, mình đã thấy sản phẩm iPhone 14 128GB. Các bạn thấy là nơi giao hàng là tại Trung Quốc này, và giá được bán ra là 2.999 bi, tồn kho chỉ có một thôi, chỉ là có một chiếc điện thoại duy nhất này thôi nha các bạn. Đây các bạn có thể thấy này, nơi giao hàng ở Trung Quốc, cho nên là sản phẩm này các bạn phải mua ở Trung Quốc nha. Các bạn muốn xem thêm những cái sản phẩm của nhà cung cấp này, các bạn chỉ cần nhấn vào tên của họ và hệ thống sẽ list ra tất cả những danh sách sản phẩm của người dùng này. Các bạn thấy này, ngoài iPhone 14 ra, nhà cung cấp này cũng bán thêm laptop Dell nữa, giá là 2.000 bi, sản phẩm tồn kho là 2 nè. Thì đối với những loại sản phẩm này, nếu như người Việt chúng ta muốn mua hàng thì BGMO hiện tại cũng đã cho chúng ta giao dịch xuyên biên giới. Quan trọng là các nhà cung cấp họ có chịu giao dịch xuyên biên giới cho chúng ta hay không, thì điều này mới là quan trọng. Bạn thấy là ở Global thì ở trên BGMO cũng có những cái sản phẩm đắt giá hơn rồi. Cái chức năng mà danh mục sản phẩm này ra đời giúp cho các bạn có thể dễ tìm kiếm những sản phẩm này hơn. Chứ bây giờ nha, đơn giản các bạn nhấp vào chữ phone đi, thì các bạn thấy là cái việc tìm kiếm nó không ra này. Mình thử đánh vào điện thoại này, cũng không ra kết quả tìm kiếm này. Các bạn thấy này, không có kết quả tìm kiếm. Hoặc là bấm iPhone, nó cũng có ra nhưng mà nó không có ra nhiều. Đây, như iPhone thì các bạn thấy ở đây. Còn các bạn muốn xem hết tất cả những sản phẩm liên quan đến điện thoại hoặc thiết bị di động thì các bạn vào danh mục sản phẩm và kéo xuống mục cuối cùng. Nó có một phone, bạn vào đó các bạn sẽ xem được nhiều hơn. Cách đây không lâu chúng ta đã vào BGMO và mình cũng đã tìm kiếm những sản phẩm như là xe này, điện thoại này, nhưng mà có rất là ít. Nhưng bây giờ các bạn thấy là mình chỉ cần lướt sơ thôi là có những cái sản phẩm đắt tiền hơn này, của đa số là người Trung Quốc bán, như ở đây điện thoại Oppo R15 nha các bạn, giá 558 bi. Những sản phẩm về thiết bị điện tử, điện thoại thì có ở đây. Đấy, hoặc là Xiaomi, các bạn nhìn thấy có những sản phẩm liên quan đến điện tử, kể cả đồng hồ điện tử cũng có luôn, điện thoại. Ở đây có bán iPhone này, iPhone 14 3.000 bi này, điện thoại Vivo 390 bi. Đấy, các bạn lướt như thế này thì tìm kiếm được những cái sản phẩm mà mình mong muốn rất là dễ. Đây, một chiếc Vivo khác gần 700 bi, hoặc là iPhone 14 ở đây chỉ có là 1.499 bi thôi này. Đây, hoặc là iPhone 13 2.400 bi, iPhone 14 1.888 bi này. Đấy, các bạn tìm kiếm như vậy rất là dễ để tìm được những cái sản phẩm mà mình mong muốn ở cái phần phone và trong danh mục sản phẩm như vậy. Càng lướt xuống các bạn thấy là có rất là nhiều iPhone được bán tại đây nè. 1.400 bi cho iPhone 14 này. Và để tiếp cận những nguồn hàng này một cách dễ dàng hơn, chúng ta nhấn vào phần danh mục. Và phần danh mục các bạn thấy ở đây này là những phần computer này, là phần về máy tính nha. Các bạn nào mà muốn tìm kiếm máy tính này, laptop này, các bạn nên vào phần này để tìm kiếm cho nó dễ. Thì sản phẩm sẽ là sản phẩm của toàn cầu luôn. Thì cùng xem thử là ở BGMO thì có những sản phẩm thuộc về máy tính như thế nào nha. Ví dụ như là các bạn sử dụng như máy tính thì các bạn nên chọn phần computer nha, và chọn phần tablet này. Đây là thường các bạn sẽ chọn phần này này. Đấy, thì khi mà mình cấp vào các bạn thấy ở đây này là những cái sản phẩm liên quan đến laptop và máy tính bảng. Mình kéo xuống thêm một tí nữa thì các bạn thấy là ở đây có những sản phẩm về iPhone này, với giá là 87 bi, 184 bi và 50 bi. Bạn nhìn vào thông số này, như chiếc iPhone này thì có giá 184 bi, tồn kho là 1, phí vận chuyển là 0,03 bi. Đây là iPhone 13 nha, 128 GB, và nơi giao hàng là Congo, nước Cộng hòa Congo. Nhà cung cấp Benson 44 này cũng bán nhiều loại điện thoại khác luôn nha các bạn. Đây, các bạn thấy ở đây nhiều chiếc điện thoại iPhone khác. Như đây là iPhone XR này, giá là 87 bi và phí vận chuyển là 0,05 bi nha. Đấy, thì các bạn có thể tìm kiếm những cái sản phẩm bây giờ một cách rất là nhanh chóng.
Mình ra lại nha. Ngoài phần computer ra, các bạn có thể vào phần smart home cũng được này. À, thiết bị về thông minh về của nhà cửa. Ví dụ ở đây là có vật nuôi này, giải trí này, kitchen là bếp này. Thử vào phần bếp nha. Đây, thì bạn thấy là ở đây là những cái gì liên quan đến bếp núc, như là ấm siêu tốc, chảo dầu cho đến là nồi cơm điện là sẽ hiển thị ở đây. Và mức giá thì cũng rơi vào hơn 1 bi cho một sản phẩm. So với mức giá trước đó thì bây giờ mức giá nó tăng lên rồi nha các bạn. Mức giá của các sản phẩm tăng lên rồi. Hồi xưa khi mà các bạn vào giai đoạn mà BJMO mới ra mắt, các bạn vào thấy sản phẩm đâu đó 0,00 mấy bi cho một sản phẩm. Nhưng bây giờ thì giá tăng lên rồi nha. Đây, ngoài ra các bạn có thể vào thêm phần Automotive này, là phần liên quan đến xe. Đây, thì đó là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách để có thể xem những cái sản phẩm mà các pioneer Việt Nam chúng ta thường quan tâm, như là điện thoại này, laptop này, máy tính này. Đó là cách mà mình hướng dẫn cho các bạn thấy được tình hình hiện tại trên BJMO cũng như là cái mức giá đồng thuận hiện tại là như thế nào. Và với sản phẩm mà mình vừa chia sẻ thì bạn nghĩ gì về mức giá như vậy? Thì hãy để lại bình luận bên dưới video này nha. Và sau khi cân nhắc thì mình đã chính thức lập thêm một kênh mới để chiều lòng nhiều bạn muốn tìm hiểu thêm những dự án khác ngoài Bi Network ra. Và đây là kênh mà sẽ chia sẻ về tất cả những dự án tiềm năng. Mình sẽ để lại link ở dưới phần bình luận và mô tả.